Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình nhận một nhiệm vụ là mài một chiếc tông đơ NT20 lưỡi đơn của một anh gọi cho mình là yêu cầu xẻ lưỡi giúp anh ấy. Đây các bạn, NT20. Và hôm nay mình có cây kéo của mình, hôm nay mình mài lại thì mình cắt. Đây là kéo thanh sơn mà mình vẫn cắt. Thi thoảng mình nghe cái tiếng tạch tạch mình rất là thích. Bây giờ mình sẽ thử chỉ xem là mình thử chỉ là khi chưa mài nó sẽ như thế nào nhé. Chỉ này hơi kém rồi. Nói chung rất là ngọt. Chưa mài cũng rất là ngọt. Này các bạn này. Chưa mài rất là ngọt. Tuy nhiên anh muốn mài để cắt nó thoáng hơn. Thế nên là chắc là mình quyết định xẻ lưỡi. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra và mài. Đấy, cái tô vít vừa ở đây đâu mất rồi. Lẫn cẫn ở đây. Các bạn lưu ý là phải cho cái miếng đệm ở dưới nhá. Thì khi mà tông đơ nó lưỡi để ở dưới thì nó an toàn hơn. Mình sẽ tiến hành mài xẻ và mài đánh bóng. Ok. Để mình tìm cái chai dầu máy. Chai dầu máy của mình ở đây đâu mất tích luôn rồi. Tạm thời chưa thấy đâu. Mình sẽ tiến hành xẻ lưỡi trước các bạn nhé. Các bạn thấy này, cái răng trước khi chưa xẻ này. Đấy. Chưa xẻ. Cho các bạn nhìn gì cho nó rõ được nhỉ. Chưa xẻ. Bây giờ mình sẽ tiến hành xẻ cái răng ra. Đấy, bây giờ mình tiến hành xẻ răng nhé. Quên không đeo khẩu trang các bạn ạ.
Bây mình sẽ đánh bùi nhùi lại để cho nó mất cái ba viên đi. Rồi. Đây sau mình xẻ xong thì mình thấy nó cũng tương đối ổn đấy. Nhưng mà mình vẫn muốn là nó thoáng hơn chút nữa các bạn. Đây mình xẻ lần một này. Xẻ lần một. Đó. Bây giờ mình sẽ xẻ thêm lần nữa đi. Mình sẽ xẻ thêm lần nữa. Hướng này sáng hơn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mài đánh bóng các bạn nhé. Chuốt qua. Sau đó mình sẽ mài. Khi mà xẻ răng ra thì cắt tóc nó sẽ thoáng, nó sông hơn các bạn ạ. Cảm giác là nó sẽ ngọt hơn. Để mình tìm dầu máy nữa các bạn nhé. Dầu máy để đâu giờ? Chịu à, tôi vứt đầu hết rồi. Vừa rồi mới dọn kho các bạn ạ, thế nên là không biết dầu máy vứt đâu. Tìm dầu máy cho anh cái. Cái chai dầu máy để chuyên mài ở đây đâu mất rồi. Cái chai mà cho vào chai thức uống ấy. Nó sao? Đâu?
Giờ máy đây rồi anh em ạ. Đấy. Đợi một chút mình lấy cái đá mài đã. Ok. Tiếp tục sau khi mà mình mài một lúc xong thì bây giờ mình sẽ mài cái lưỡi nhỏ. Tại vì mài khá mất thời gian thế nên là mình phải tắt đi để quay lại. Cái lưỡi nhỏ ở đây thì mình thấy cũng khá là thoáng rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ mài nó sắc hơn một chút. Ở đây là mình mài máy truyền thống. Máy mài này là từ xưa đến nay luôn, từ hồi mình đi học nghề. Cách đây 14 năm, 15 năm thì mình có mài cái chú này, cái chú mà dạy mình mài này. Hồi đó mình còn nhỏ lắm. Mới 14, 15 tuổi. Thì lúc đó mình đi với sư phụ của mình lên mài tông đơ của chú. Đó, và năm ngoái ấy, năm 2021 vừa rồi thì mình về mình học. À đâu, mới học năm nay ấy. Mình mới học đợt đầu năm này. Đấy, chú dạy mình. Đó. Thời gian trôi nhanh thật. Chú có nhiều kinh nghiệm lắm. Chú làm 40 năm trong nghề. Ok, lưỡi nhỏ. Mình thấy khá là sắc rồi đấy. Rồi mình xem lưỡi to này. Lưỡi to thì mình cũng sẽ rất là thoáng rồi. Cái lưỡi đơn này thực ra là cắt nó cũng rất là ngọt. Cắt một thời gian thì các bạn có thể thay lưỡi kép Mỹ vào cắt cũng được. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành xẻ thêm một tí nữa nhá. Mình sẽ xẻ thêm một chút nữa. Xẻ này xẻ lần 3 luôn rồi này.
quá kỹ luôn rồi. Quá kỹ luôn rồi. Đánh bóng lại một lần nữa nhá. Rồi đánh bóng lại một lần nữa. Quá kỹ luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp tông đơ vào. À, mình còn cái kéo này nữa. Mài lốt. Kéo này thì là mình đang cắt. Các bạn này. Không đứt. Bây giờ mình sẽ mài. Kéo này mài hơi khoay này. Kéo này mài hơi khoay, không tháo ra được này. Khoai phết đấy. Chưa được. Rồi, bên này xem nào. Mình thử cắt xem nhá. Ngọt lắm rồi. Ngọt rồi các bạn ạ. Đấy, rất là ngọt. Nãy cắt không đứt. Rồi tạm thời mài như này đã. Mài cùn mài tiếp. Ok, xong. Kéo xong. Kéo thì vài đường vậy là xong các bạn ạ. Cái tông này mình mài cho khách, nếu mà nhận được, quý khách nào mà nhận được mà nó mà trông nó mà hơi cũ chút thì thông cảm, tại vì là cái tay của mình mài mình động vào thì nó cũng sẽ hơi hơi bẩn một tí, thông cảm vậy. Tông này mình mài nghe mình để dùng luôn, tại vì mỗi lần mà mình mài cái tông nào mình tâm huyết lắm. Lưu ý là anh em dùng tông đơ phải chịu khó tra dầu nhé. Nhiều anh em chẳng chịu khó tra dầu gì cả. Cái lưỡi mình chỉnh sát một chút, thế nên là mọi người cắt phải hết sức cẩn thận giúp mình. Chỉnh sát thì cắt, nếu mà bấm thì nó hay bị cắn vào thịt. Đấy, mọi người lưu ý. Mọi người phải lưu ý giúp mình. NT20 thì công tắc dùng một thời gian thì tóc nó sẽ lọt vào, nó sẽ chập chờn. Lúc này thì các bạn tháo tóc ra, và tháo tông ra các bạn chỉnh lại là được. Tháo công tắc ra chỉnh lại là được. Không được thì lúc đấy liên hệ với kỹ thuật bên mình sẽ sửa cho các bạn, miễn phí hết. Bây giờ mình sẽ thử chỉ xem như nào nhé. Đứt thì rất là ngọt. Đây các bạn này.
Tớt thì rất là ngọt, không biết là cắt trên tóc thật như nào. Mình sẽ cố gắng test trên tóc thật nữa. Cái chỉ này nó cũng hỏng hỏng rồi các bạn ạ. Ok, đợi test mài xong rồi bây giờ đợi ra ngoài kia mài xong bao giờ cái lưỡi nó cũng kêu hơn một chút nhá các bạn nhé, tại vì nó còn ba viên mà, cắt khi nào hết ba viên thì nó sẽ đỡ. Lát nữa mình sẽ đưa cho anh em cắt, trước thì mấy con nữa. Một lát nữa mình đi ra ngoài kia cắt thì mình sẽ quay video lại cho các bạn xem nhé. Tông mới mài nhé, cầm đấy một tí đấy. Rất là sâu tóc luôn. Đẹp đấy. Đi đi đi. Một vật sống. Đó anh, thì giờ anh phanh. Đó vào kia năm à? Đó vào kia năm à? Đó. 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 Nói có năm bảo là năm năm nhiều không? Cảm giác nó có sông tóc không em? Có. Ngọt không? Ngọt, đẹp luôn. Nói thật đi. Đây anh. Ui sát thế á. Đẩy một đường dài. Cứu ơi. Tông mấy tinh em ạ? Tông mấy triệu ạ? Sướng không? Cửa hát sướng không? Anh cắt không yêu không ạ? Ừ. Thường mai anh bảo anh thường mai em đang có mấy cái lưỡi đưa đây một con này con lưỡi ấy mà lưỡi đơn này lưỡi đơn lưỡi tàu đấy rồi cắt các bạn anh ấy cho bố nhá. Chưa gì ô tô bữa này cắt tôm tóc ướt một sườn cảm giác thế nào mỗi một câu hỏi là có sông hay không không có sông tóc cá là ăn tóc độ ngọt thế nào độ ngọt là tuyệt đối ấy. Con này lưỡi tàu lưỡi đơn nguyên bản đấy lưỡi đơn này kê được tóc dài sướng tóc ẩm ẩm hay là ướt một chút kê thoải mái ok đúng không vâng. Đây là lưỡi cũ anh mài lên à đâu lưỡi mới mài chuốt mài xỉa máy khỏe ngọt nhỉ cảm giác vào tay nó thế nào có con này cắt chắc nhanh hơn đấy bình thường 30 phút giờ 15 phút rồi đúng không tầm 20 phút em chưa sấy khô mấy nhỉ vâng em hay quen cắt tóc ẩm ẩm chút cho nó tự nhiên đúng không cho tự nhiên mấy kiểu Hàn Quốc thích cắt kiểu tự nhiên chút ừ.
đấy luôn.